Nè nè, các bạn tập trung chọn bài hát đi. Sắp đến lễ ra trường rồi, tụi mình phải làm một bài nào cho vui nha. Thì ta cứ hát dựng ca cho dễ. Trời, bà có bị ấm đầu không vậy? Sao bà không hát luôn quốc ca cho nó có không khí? Thôi nào, tôi nghĩ như vậy nè, bài hát phải là bài hát về học sinh. Lại bài này nữa, mình không hát về học sinh, không lẽ mình hát về bà mẹ Việt Nam? Tôi chưa nói hết, mình sẽ hát một bài hát về học sinh, nhưng phải có tình cảm sâu sắc một tí, như tình thơ hay là mong đợi ngậm ngùi. Nhưng mình là học sinh, hát mấy bài đó không hợp, lỡ các thầy cô phản đối thì sao? Cái bài này, thế tôi hỏi, mấy bài đó thì sao? Rõ ràng là bài học sinh chứ bộ. Tôi thích bài Nợ Duyên. Thôi đi, lúc nào cũng nợ duyên. Nhưng mà bài đó sôi động, chứ không ủy mị như bài của bà My. Tôi thấy sao sao á, mấy bài đó đều có yêu đương cả, chắc gì các thầy cô đã duyệt cho mình hát. Nhưng tôi hỏi bà nè, như bài Phượng Hồng á, có phải là bài học sinh không? Nghe nè. Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu? Đó, có phải là điển hình của học sinh không? Rồi có cảnh, tự dưng có một cả khờ, ngọng nghèo đứng làm thơ. Trời ơi, sao giống ông Tuấn Cận trồng cây si nhà bà Linh quá ta? Thôi đi bà, không có chuyện đó đâu. Thôi nào, chung kết đi. Bây giờ chọn bài Nợ Duyên của tôi hay là Mong Đợi Ngậm Ngùi của bà My nè. Mong Đợi Ngậm Ngùi đi. Tôi vẫn thấy không hợp. Vì học trò ai lại yêu sớm vậy? Hát vậy các thầy cô không gõ đầu cho mới là lạ đó. Chán cái bà này quá à. Vậy tôi hỏi bà nha, học trò có cảm nhau không? Chắc chắn là có. Vì nếu không có ông nhạc sĩ ngồi rỗi hơi mà viết nhăng viết cụi hả? Người ta cũng phải có cảm xúc và tình yêu ở tuổi như chúng mình thì mới viết được những bài như vậy chứ. Mà người ta đã viết rồi thì mình cứ hát thôi. Tan trường, tà áo tung bay, tựa mây trắng. Tan trường, chờ em đi ngang về lối này. Nghe có ngọt không? Chấm nha. Nếu chọn bài này, tôi sẵn sàng song ca cùng với ông Tùng nhà tôi luôn. Không được, giọng ông Tùng nhà bà dịch đực lắm. Ổng mà hát, có khi tôi phải kêu cả nhà mang bông tai đi chứ. Không, khi hát phải có tình cảm thật, phải có hoàn cảnh thực tế. Ở đây đã có ai có tình cảm thực sự như tôi đâu chứ. Vậy mà tôi cứ tưởng bà với hắn chỉ giả dờ thôi. Đùa là đùa thế nào? Tình cảm thật đó. Hắn trồng cây si tôi hơi bị lâu đó. Ngày nào cũng theo mấy tháng liền. Tôi bỏ bom xuống. Lúc đó, hắn rất quan tâm đến tôi. Ở bên cạnh tôi. Thế là... Tôi cảm hắn.
Còn bây giờ thì vui rồi. Sao mà lâm ly bi đát thế? Tình cảm thì ổn, nhưng giọng hát hơi khó đó. Giọng thì cứ ồ ra. Xì, có gì là khó? Tôi tập cho mấy buổi là ổn. Còn nếu không, thì tôi lo vụ lúc xin là xong. Không được, ai lại làm thế? Bà chỉ được cái muốn số bồ chứ gì. Tưởng gì chứ để hát thì tôi không thiếu cảm xúc đâu nha. Để tôi gọi anh Hoàng anh đến cùng hát bài Nợ Duyên, thì có mà cả trường cùng sống trong không khí học trò của thế kỷ 21 luôn. Nè, bà đừng có mà kém miếng khó chịu nha. Tình yêu thì nó phải có thời gian đồng cảm, rồi tìm hiểu, chia sẻ, thêm gọi là tình yêu chứ. Cứ như bà với ông sinh viên nhà bà vừa mới gặp nhau một lần đã vô lấy nhau thì chắc gì đã là yêu. Thế mà cứ làm ầm lên thế. Cái bà này, vậy mới là yêu chứ. Này nhé, đã có người con trai nào gì các bà như ông đối với tôi không? Hôm đó tôi đang trên đường đi học về thì bị hai thằng mất dạy đi theo trêu chọc, rồi ép cả xe tôi vào lề đường, rồi định còn làm chuyện xấu với tôi nữa chứ. Nhưng rồi anh ấy đi đến, anh đã đánh nhau với chúng để bảo vệ tôi. Anh thật dũng cảm và đẹp trai nữa chứ. Cảm ơn anh. Tôi hỏi các bà nha, người như vậy có đáng yêu không? Yêu quá đi chứ. Thôi thôi bà ơi, cứ nhắc đến ông đó là hồn vía bay tít cả lên trời. Tập trung vào chuyên môn đi. Tôi thì nghĩ mấy bài này hát chỉ béo các bà thôi. Tôi muốn có bài hát nào mà cả nhóm mình cùng hát chung được cơ. Thôi tìm đi. Chán quá. Cái bà này làm người ta tụt cả hứng. Biết tìm bài nào bây giờ? Biết tìm bài nào bây giờ nhỉ? Mà nói như các bạn có đúng không nhỉ? Tuổi học trò có rung động đầu đời, nhưng đó có phải là tình yêu không? Mình với Tuấn chỉ là bạn thôi, không phải là tình yêu. Nhưng mình không thể giữ Tuấn ở bên mình được. Mình sợ tình cảm của hai đứa đi quá xa sẽ ảnh hưởng đến học tập. Và mình cũng sợ bị mọi người đàm tiếng. Như vậy có đúng không nhỉ? Có làm Tuấn bị tổn thương không? Không biết mình làm như vậy Tuấn sẽ nghĩ gì về mình. Linh biết Tuấn rất tốt với Linh. Thời gian qua Tuấn đã giúp đỡ Linh rất nhiều trong học tập. Nhưng Linh rất sợ tình cảm của hai đứa đi quá xa sẽ ảnh hưởng đến việc học và sẽ bị mọi người đàm tiếu. Linh mong rằng chúng ta sẽ xa nhau một thời gian. Tuấn đừng đưa đón Linh nữa và cũng đừng trò chuyện với Linh. Khi nào bọn mình lớn sẽ có thể nghĩ kỹ hơn về điều này. Thùy Linh. Nè, lại đến lượt cả bà này nữa. Có chọn bài hát không hay thả hồn đi đâu vậy? À, tôi đang... Thôi, lại là tôi đang. Đang mơ về ông Tuấn Cận chứ gì? Cái bà này, mở mồm mà lại nhắc đến ổng. Hay có chuyện gì với ổng rồi đẩy sang tôi đó. Thôi, xin bà, stop với chủ đề tình yêu này cho tôi nhờ. Ừ, thì tôi cũng muốn nói với các bà là các bà gác chuyện tình cảm sang một bên. Tôi thấy hai bọn mình hát bài Mong Ước Kỷ Niệm Xưa của Xuân Phương là hợp nhất. Vừa có tình cảm, lại vừa có ý nghĩa chia tay với trường lớp, thầy cô và kỷ niệm nữa. Tôi thì sao cũng được, không nợ duyên thì Mong Ước Kỷ Niệm Xưa cũng được. Tôi cũng thấy ok đó. Mình hát đi. 2, 3. Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm. Kỷ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô. Bạn bè mến thương ơi, sẽ còn nhớ những lúc giận hờn. Để rồi mai chia xa, lòng chờ dâng niềm thiết tha. Nhớ bạn bè, nhớ mãi trường xưa.
bản quyền phim tình huống thuộc về Ngôi Nhà Tuổi Trẻ, dự án mô hình chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên. Địa chỉ: số 5 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: 04 5540 241, 04 5540 155, fax: 04 5540 241, email: arhkfvk@vnn.vn, website: www.giới tính tuổi tiên.org.vn. Mọi cá nhân tổ chức có thể in sao phim để sử dụng trong hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên, nhưng cần ghi rõ bản quyền phim, đồng thời thông báo cho Ngôi Nhà Tuổi Trẻ về mục đích sử dụng của mình. Khi in cần sao chép nguyên bản phim và phần hướng dẫn sử dụng phim. Tổ chức sản xuất: Ship Media. Giới thiệu thể loại phim. Phim tình huống sẽ được sử dụng để mở đầu các cuộc thảo luận về các vấn đề sức khỏe sinh sản vị thành niên. Phim đưa ra các tình huống khó khăn về sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên và không phải là chuẩn mực trong cách ứng xử hoặc giải quyết các vấn đề này. Hiệu quả giáo dục chỉ đạt được khi các bạn trẻ tham gia thảo luận theo hướng dẫn hoặc tự nghiên cứu và tham khảo câu trả lời trong phần hỏi đáp giải thích dưới đây.